Big, yeah. It's really big. Very big, okay. And these are the kiwis. Oh, good. And these are the butterflies. Butterfly, yeah. What is this? Butterfly. Rồi, rồi, rồi. Butterfly. Để YouTuber này giới thiệu coi, bà chị. This is the sun. Oh, this is the sun. Good job. Okay, good job. And this is my fancy restaurant. Okay, and I love it. These are the guys. Hi, it's my birthday today. Right? Hello, baby. Hello, how are happy you? Birthday, baby. Yeah. Mommy, it says mat, tree, and row. Rồi cái coi. House salad. À, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Đây là hôm nay là sinh nhật của Kiệt Nguyễn đó. Và đây là cái món này là tên là món salad phải không? Salad trộn hả? Đây là những người đẹp nhất của thành phố Raleigh, North Carolina, đẹp nhất luôn á. Đó, ăn toàn là rất là healthy luôn nè. Ăn món rất là healthy, không ăn thịt mà chỉ ăn rau thôi. Cái này là chị mang rau à. Cái này chút xíu nó cắt cái tiếng đi nha. À, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Đây là hôm nay là sinh nhật của Kiệt Nguyễn đó. Và đây là cái món này là tên là món salad phải không? Salad trộn hả? Đây là những người đẹp nhất của thành phố Raleigh, North Carolina, đẹp nhất luôn á. Đó, ăn toàn là rất là healthy luôn nè. Ăn món rất là healthy, không ăn thịt mà chỉ ăn rau thôi. Cái này là chị mang rau à. Cái này chút xíu nó cắt cái tiếng đi nha. Đại là đưa tốt đó, tựa đề là Jonathan, my YouTube channel. Những gì nữa, con ăn gì vậy? Nói con đi, con ăn gì? Chào Nathan, my YouTube channel. Không, những gì nữa, con ăn gì vậy? Nói con đi, con ăn gì? Con hấp dẫn quá. Thank you my baby, my birthday. Oh, my birthday, my baby. Oh. Wow, là nghe order một món rất hấp dẫn không? Whip pie Bahama nè. Wow. Rồi đây là bé thường nè. Giống nhau. Chiếu gặp gỡ. For him, so yeah, he just wants steak only. So I can't bring in just the steak by itself. So, I can't. I
I would have to ring in the whole dinner. If I was to ring in the steak for him. Gì anh nghe? Cái này là cái miếng steak luôn mà nó bị xay khá gì đó. Cái này ngon nè, cái này do cái này đậu đen nè. Đậu đen với cơm mỡ không? Em ơi. Vô nè, happy birthday nè, 1, 2, 3 vô nè chị đó, chị nghĩa. Chào chị. Anh nghĩa. Chi. Quá đẹp luôn. Vô. Trong này là cái gì? Rượu. Cắt không? Để cắt cho. Vô cắt không? Bơ thôi. Hôm qua nó đi là tại cả nhà đi. Đúng không? Hỏi em thôi mà ngoài. Có tự làm đi con cắt đi. Còn ở nhà không biết. Muốn quẹo về thả nó nhà mẹ thôi. Muốn tự cắt hay muốn ba hết ba cắt? Ừ. Hay ha. Cái nắp chai bia mà nó làm thành con cá hay ha. Đúng không? Thấy cái nắp chai bia mà làm thành cá là hay ha. À. Hay ha. It's my baby. Nó mới ăn cười.